Xin chào các bạn đang xem video trên kênh của mình. Hôm nay là ngày 11 tháng 12. Như thường lệ mình lên video vào mỗi thứ hai hàng tuần. Tuần vừa rồi được mình bận công việc nên là không lên được. Hôm nay mình lên sớm. Video hôm nay là video mã 50, có hơn 50 mã sản phẩm. Như thường lệ các sản phẩm dao của mình đều đã mài sắc bén như mới. Giá bán cũng như là kích thước sẽ công khai cụ thể trên video. Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển mình tính đồng giá là 30.000 đồng. Thể lệ mua bán thì khách hàng chốt cây nào thì đặt cọc trước cho mình 50.000. Bên mình không ship code 100%. Sau khi cọc 50.000, phần còn lại các bạn sẽ thanh toán sau khi được nhận hàng, kiểm tra đúng hàng cũng như là chất lượng, độ sắc bén. Mình đi vào chi tiết. Hôm nay thì mình có một số cây dao bản kích thước lớn này, những cái hàng rất là hiếm gặp. Có được một cặp rìu. Các sản phẩm dao đã mài bén, khách hàng mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đã vệ sinh sạch sẽ, mài sắc bén như mới. 50-1. Mình có một cây dao lưỡi hai mặt. Cái này của làng rèn Tosa. Các sản phẩm của làng rèn Tosa thì chất lượng của nó rất là tốt. Đây là chữ trên thân dao. Lõi rất là rộng. Cái này mình thấy kích thước của nó, cầm nó rất là vừa tay, đặc biệt là với những chị em phụ nữ, những hoặc là các bạn dùng thích cái đồ nhỏ gọn ấy, cái này nó rất là vừa. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng mà cái công năng của nó dùng chặt rất là tốt. Cán còn nguyên zin. Hai đinh chốt. Trên đây cái tem của nó. Lõi cũng rất là rộng. Đây là lớp lõi. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng 5, độ dài đều. Cái này có độ dày là 6 ly. Cán còn rất là liền lạc. Cán gỗ sồi. Giá bán 400.000 đồng. Những cái sản phẩm của Tosa, như quan điểm cá nhân mình đánh giá rất là cao. Lõi rất là đẹp. Thường sử dụng thép dây xanh hoặc thép dây trắng. 400.000 đồng cho một cây dao chặt hay dùng cho cả tay trái và tay phải. 50-2. Mình có một cây dao kích thước ngoại cỡ này. 3 lớp thép. Cái này nó rất là dày, nó dày từ trong. Mỏng dần về mũi. Cán nguyên zin của nó, mình cũng không có tháo cán ra. Thường dao mỏng thì gặp nhiều, còn những cây dao mà dày như vậy thì lần đầu tiên mình gặp một cây dao dáng của một Nakiri. Nhưng cái này không thể gọi là Nakiri được, nó là một cây dao rèn riêng. Chiều dài là 30.5. Bản rộng 7. Độ dày sắt cán cái này là gần 6 ly. Về mũi cái này là còn 2 ly. Nó mỏng dần, 6 ly, mỏng dần về mũi này. Cái này thì có thể chặt gà được. Chặt gà hoặc là chặt dừa. Mình nghĩ là như vậy bởi vì với độ dày của nó. Chặt gà thoải mái. Mình để nguyên dáng của nó như thế nào mình để nguyên như vậy. Không có cắt chế. Thường thì một số khách hàng mua về họ sẽ cắt bớt đi. Tuy nhiên thì mình thấy rất là lãng phí. Cái này thì không thấy có chữ. Có thể là cái hãng người ta rèn riêng. Cầm rất là đồng tay. Cái này mình bán 1.800.000. .50-3 cũng là một cây dao thái bản lớn, kích thước cũng ngoại cỡ, hàng rèn thủ công, nó dày từ trong và mỏng dần về mũi, hàng thép thủ công, thì nó thường là 3 lớp, cái này là thép 3 lớp. Không có chữ. Cán nguyên zin, mình không có tháo vệ sinh trong bởi vì tình trạng của nó còn rất là tốt. Thường những cây dao kích thước này nó dùng làm việc nặng hoặc là thái đồ lớn. Đây có thể là những cái sản phẩm rèn riêng, người ta dùng rèn riêng.
kích thước này cũng rất là ít gặp, không có chế cháo gì cả, nguyên bản của nó. Chiều dài là được 28.3, bản rộng 7.5, độ dày sắt cán cái này 5 ly, về phần mũi còn hơn 1 ly, dày từ trong, mỏng dần về mũi. Cái sản phẩm này rất là ít gặp, cái này là mình bán 1 triệu, 50 gạch 3, là mình test độ bén. Tất cả các sầm dao đều mình đã mài sắc bén rồi. Khách hàng mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mài lại đâu. Mình mài hoàn thiện bằng đá nước. 50 gạch 4. Mình có một cái rìu 3 lớp thép. Cái này thì quá trời là chữ khắc. Một hàng chữ ở trên này. Chỗ này thì khắc hoa văn rất là đẹp. Và đây rất là nhiều chữ. Hàng 3 lớp. Mình không có nhúng qua FECL. Khi nhúng qua thì các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn. Tuy nhiên thì cái FECL nó ăn mòn khủng khiếp. Đặc biệt là ăn mòn nó, cái lớp thép nó rất là mạnh. Cho nên mình không có nhúng. Có lẽ mình sẽ lướt qua cho các bạn xem rõ hơn. Đây là cái lõi của nó sau khi nhúng qua FECL này. Mình nhúng lướt qua thôi, sau phải lau ngay, không phải nó sẽ mòn mất. Ăn mòn rất là mạnh. Tình trạng cán của nó. Cán thì không được đẹp lắm, tuy nhiên thì cái gỗ nguyên bản của nó. Cái này mình bán là 300.000 đồng. Chiều dài thân là được 13.3. Phần lưỡi là được 6.9. Hàng thủ công. Năm mươi gạch năm. Một cây rìu, cái này là thép nguyên khối. Cái rìu của Nhật. Cái này là rìu ba gạch, có chữ khắc trên thân này. Cái phần cán của nó có một khuyết nhẹ ở đây. Gỗ sồi. Trên đây thì cái phần gỗ họ nêm vào. Tuy nhiên đây là cái phần sắt nó bị bung ra. Những cái ưu điểm, nhược điểm, tình trạng của sản phẩm mình sẽ cố gắng thật chi tiết. Cái này mình cũng bán là 300.000 đồng. Cái này thì nó rất là dày dặn. Chiều dài lưỡi là được 15. Phần rộng của lưỡi là 7.1. Giá bán 300.000 đồng. Cán này vẫn sử dụng tốt. Rồi đi vào các sản phẩm dao bếp. 50 gạch 6 là một cái mã combo gồm 2 cây, có giá là 250.000 đồng. 2 cây thép không gỉ nguyên khối. Cây thứ nhất là một cây Santoku. Bề mặt thì vân búa, hàng nguyên khối. Hàng này cũng là hàng bình dân thôi. Cho nên cái giá bán của mình là 250.000 một cặp này. Chiều dài lưỡi 17. Bản rộng 4.4, cái này dày chừng 2 ly. Dày 2 ly. Đúng vậy, dày 2 ly. Thì những cái dòng thép không gỉ này, nó phù hợp với những cái bạn nào muốn mới trải nghiệm dao Nhật. Dùng nó, cái khâu vệ sinh nó đỡ vất vả. Cây thứ hai của mã 50-6. Một cây Santoku nguyên khối thép không gỉ. Cái này tình trạng cán thì nó không được đẹp lắm. Nó hơi
có cái vết ăn mòn theo thời gian. Nhìn tuy nhiên thì vẫn còn rất là chắc. Dài lưỡi là 16.7, bản rộng 4.6, dày 1.5 ly. Cái này cũng rất là bén. Rồi combo này là 250. 50-7, một nakiri thép carbon, hàng rèn thủ công, 3 lớp thép, bề mặt có vân búa. Đây là vân búa trên bề mặt. Lõi bên mình tách vân với độ mịn là 3000, mài bằng đá nước, nó sẽ rất là đảm bảo an toàn cho lưỡi dao. Chiều dài lưỡi 16.2, bản rộng 5.1, độ dày cái này là hơn 5 ly, về mũi 1 ly, giá bán 350.000 đồng. Nakiri là chỉ dùng để thái, các bạn tuyệt đối không dùng nó để băm chặt, bởi vì nó rất là mỏng. Những dòng dao này có gì xét, bởi vì nó là thép carbon, bù lại thì cái độ sắc bén của nó rất là cao, chưa khắc thủ công. 50-8, một nakiri, hàng thủ công, 3 lớp thép. Đặc điểm nhận dạng của hàng thủ công này thì nó dày thì trong, mỏng về mũi. Cái này bề mặt ốp kháng gì, có kháng gì, tức là tốc độ ăn mòn của nó sẽ chậm. Bên đây đóng mộc triện, thép DP, lõi dao. Chiều dài lưỡi 16.3, bản rộng 5.2, dày sát cán, 5 ly, mỏng dần về mũi. Cán gỗ khâu nhựa, giá bán 380.000 đồng. Chỉ dùng để thái. 50-9, một nakiri của Kia. Hàng của Kia này thì nó thường sử dụng thép giấy xanh, mộc triện đặc trưng của hãng. Bên đây là đóng sử dụng thép giấy xanh, thép của Yasuki, cái sản phẩm của nhà máy Hitachi. Cán gỗ khâu sừng, tình trạng cây dao là hoàn toàn như mới, hàng xài lướt, nó còn nguyên lớp ram chống rỉ. Lớp ram này nó hình thành trong quá trình rèn dao. Chiều dài lưỡi 16.5, bản rộng 5.2, độ dày 4 ly, mỏng dần về mũi, khâu sừng rất là dày dặn. Thép giấy xanh thì độ cứng của nó và độ giữ bén của nó rất là cao, thì nó là tuyệt vời, nó là sự lựa chọn hàng đầu cho những người thích sưu tầm dao Nhật. Giá bán 600.000 đồng cho một cây dao xài lướt này. 50-10, một nakiri, cũng là hàng rèn thủ công, 3 lớp thép, chữ khắc thủ công, bề mặt ốp kháng rỉ, cái này bề mặt ốp kháng rỉ cao. Cán gỗ khâu nhựa, cán của nó dòng gỗ rất là cứng, có nhiều vân gỗ. Cái này mình tháo cái tang cán ra, vệ sinh từ trong và kết nối lại bằng keo hai thành phần, đảm bảo các sản phẩm của mình trước khi mang lên giới thiệu nó rất là chắc chắn cũng như là sắc bén. Chiều dài lưỡi 17, bản rộng 5, dày sát cán cái này 4.5 ly, về mũi 1 ly, mỏng dần về mũi, giá bán 350.000 đồng. Cái này cũng chỉ dùng để thái. Những cây dao nào có thể chặt thì mình sẽ nhấn mạnh ở trên video, còn hầu như tất cả các sản phẩm chỉ dùng để thái. Người Nhật người ta ít sản xuất dao để chặt lắm. Các bạn lưu ý không dùng để chặt. 50-11, một cây santoku. Cái này sử dụng lõi là lõi gôn, lõi không gỉ, 3 lớp thép. Lõi không gỉ, nó
đường gian mai lẫn sóng này, cái phần lõi của nó, chất lượng hình ảnh mình đang muốn để các bạn nhìn rõ hơn. Chữ khắc thủ công và cái này nó rất là dày, nó dày từ trong này, từ trong tang cán này, mỏng dần về mũi. Cán gỗ không bị hở. Hai đinh chốt. Chiều dài lưỡi 17.8. Bản rộng 4.5. Dày từ trong gần 3 ly, về mũi còn 2 ly. Cái này cũng ít gặp. Lõi không dỉ và ốp không dỉ. Giá bán là 400.000 đồng. Lõi rất là đẹp. Nhìn cái lõi nó rõ hơn một chút. -12. Một Santuku 3 lớp thép. Lõi carbon có gì, ốp không gì. Trên đây nó có biểu tượng hình bông mai. Checkmark. Cán gỗ 2 đinh chốt. Dài lưỡi là 16.3. Bản rộng 4.2. Độ dày 1 ly rưỡi. Giá bán là 230.000 đồng. Về thái, cắt thái rau củ quả. 50-13. Một Nakiri 3 lớp thép. Hàng thủ công. Thép carbon. Chữ khắc thủ công của thân dao này. Cái này lõi đường gian mai của nó, lõi rất là rộng và lượng sóng. Mình mài với độ mịn 3000. Mài bằng đá nước, nó rất là đảm bảo cho lõi dao không bị phát sinh nhiệt, không có bị non thép. Cái này cán gỗ khâu sừng. Cái này cũng một cái tình trạng là xài lướt, cho nên là tình trạng dao còn rất là tốt. Kích thước cũng vậy. Chiều dài lưỡi 16.7. Bản rộng 5.4. Độ dày 4 ly. Mỏng dần về mũi. Còn hơn 1 ly. Kích thước còn gần như là nguyên bản đủ. Giá bán là 600.000 đồng. Cái phần nó dính nước thì nó sẽ cắt nó trượt. Mình sau khi mài xong sẽ bảo quản bằng tinh dầu hoa trà. Cái sản phẩm bảo quản của Nhật Bản chuyên bảo quản những các dụng cụ bếp, đặc biệt là dao nhà bếp. 50-14. Một Nakiri. Hàng thủ công 3 lớp thép vân búa. Ốp vân búa này. Lõi không gì, ốp không gì. Lõi là sử dụng thép DP stainless steel. Cái này cán gỗ khâu bằng sừng trắng nguyên bản của nó. Thì cái cán của nó có bị nứt một đường ở đây. Tuy nhiên thì nó không bị nứt hẳn. Kiểu như là cái lớp vảy của sừng nó bong ra. Mình cũng đã tháo ra, vệ sinh từ trong và kết nối lại bằng keo hai thành phần. Cái này là cán gỗ bát giác. Tình trạng cán thì cái phần sừng này nó hơi xù một chút, mình cũng có mài lại cho nó nhẵn. Tuy nhiên thì nó không được đẹp lắm bởi vì mình không có chuyên về mài sừng này. Chiều dài lưỡi là 16.5. Rộng sát cán cái này là 4.5. Ở phần mũi cái này còn 3.8. Hàng thủ công, nó dày thì trong 4 ly. Về mũi còn 1 ly rưỡi. Bề mặt ốp vân búa, vừa chống dính. Kiểu như cũng ốp nasi. Nó có những vết lấm tấm. Giá bán 500.000 đồng. Cái này thì dùng cực kỳ bén. Tức là họ, cây này thì chất lượng cao, cho nên là người ta dùng rất là mòn rồi. Mà khi cái sản phẩm này mình xử lý nó thì cái lưỡi của nó ban đầu cũng còn rất là bén. Tức là độ giữ bén của nó rất là tốt. 50-15.
Một Santuku thép carbon 3 lớp thép. Cái này của hãng Hirotomo. Đặc trưng của nó là ngựa chữ A này, sử dụng thép giấy xanh. Mặc dù nó không đóng sử dụng thép giấy xanh, tuy nhiên thì cái hãng Hirotomo này mặc định của nó sử dụng ngựa chữ A này, này sử dụng thép giấy xanh này. Cái cán đặc trưng của hãng Hirotomo nó cũng vậy, nó khuyết một góc ở phía trước đằng này. Cán nhiều vân. Cái này tình trạng còn rất là mới, còn nguyên lớp RAM, kích thước cũng vậy, kích thước còn rất là đủ. Bề mặt có kháng dỉ nhẹ, tức là có kháng dỉ. Hàng thủ công nó dày từ trong này. Chiều dài lưỡi là 17.1, rộng sát cán cái này là 4.8. Dày từ trong sát cán cái này 4 ly, về mũi 2 ly. Một Santuku của Hirotomo sử dụng thép giấy xanh, cán vào khâu hình chữ D. Giá 550.000 đồng. Thép giấy xanh độ cứng của nó lên tới 65 HRC. 50-16, một cây dao nguyên khối thép không gỉ. Cán gỗ 3 đinh chốt. Bề mặt ở đây thì nó có một vài cái vết ám gỉ bề mặt này, vệ sinh tối đa thôi, không có mài sâu. Dáng của một cây ghi ô tô. Chiều dài lưỡi là 20, bản rộng 3.8, độ dày 2 ly, mỏng dần về mũi. Giá bán là 250.000 đồng. Năm 50-17, một cây dao 3 lớp thép của làng rèn Tosa. Cái này ốp không gì, rất ít gặp những cây ốp không gì, nó rất là sạch, lõi rất là đẹp. Quan điểm cá nhân thì mình đánh giá cao, rất là cao các sản phẩm của làng rèn Tosa này. Lõi dao nó rất là đẹp và chất lượng. Thường nó sử dụng thép giấy xanh, nó thép giấy trắng. Tosa đóng cả trên thân dao này. Bề mặt ốp không gì cho nên nó rất là sạch. Cái này chiều dài lưỡi là 16.6, bản rộng 4.2, sát cán, dày từ trong gần 4 ly, mỏng dần về mũi là gần 2 ly. Cái này các bạn dùng lóc hoặc thái thì tuyệt vời, nó sạch và chất lượng của làng rèn Tosa. Giá bán 300.000 đồng. 50-18, cũng là một cây hàng rèn thủ công 3 lớp thép. Cái này hàng hệ nhé, hàng rất là ngon. Mình mài cái này thấy nó rất là bén, chữ khắc rất là rõ nét. Cái này nó về cùng một cặp của hàng Takeda siêu giấy xanh. Mình đã bán trước hai cây siêu xanh rồi. Cái này thì mình không có check được hãng là gì, nhưng mà cảm giác lõi của nó rất là cứng, dáng dao cũng khá là lạ, kiểu như là cắt sắp ong hay là như thế nào đó, nhìn nó dáng nó hơi ưỡn cong như vậy. Còn nguyên lớp RAM, bề mặt kháng dỉ cao. Chiều dài lưỡi là 16.4, mình đo sắt cán này phần rộng là 3.9, nó mỏng dần về mũi còn 2.5. Độ dày cái này sắt cán cũng là 5 ly. Cái này mình bán là 300.000 đồng. Cái này thì rất là bén, cắt nó ngọt. Năm 50-19, một cây dao thép carbon 3 lớp thép, hàng rèn thủ công. Dáng dao nhìn nó khá là lạ. Mình sẽ đo như vậy. Chiều dài thân dao là 13, bản rộng 4.9, dày ở trong 3 ly, mỏng dần về mũi còn 1 ly. Cây này thì chuyên về thái thôi, có thể là người ta dùng lạng da hay là lạng cái gì đó, nó có cái mũi này.
giá bán 180.000 đồng. Hôm nay mình có hai cây, một cây 3 lớp thép carbon 3 lớp và một cây thép không gỉ. 50 gạch 20, một Santoku, hàng thủ công 3 lớp thép, tình trạng còn như mới, của làng rèn Tosa, cũng là một sản phẩm của Tosa. Đặc trưng của Tosa, lõi của nó, các bạn có thể nhìn thấy, lõi của nó rất là rộng. Mình sẽ, các bạn nhìn rõ hơn một chút cái lõi của nó. Lõi rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là 15.3. Bản rộng 4.2. Độ dày cái này 3.5 ly. Về mũi còn 1.5 ly. Giá bán 300.000 đồng. Con này dùng lóc và thái, dáng một Santoku. Năm mươi gạch 21, một cây Santoku. Cái này cũng có thể coi là một cây đề ba, nó lưỡi hai mặt, cũng là sản phẩm của Tosa, tình trạng còn như mới, cán dao còn rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là 12.3, bản rộng 3.9, độ dày, dày sát cán là 4 ly, gần 4 ly, về mũi còn 2 ly, tình trạng cây dao còn như mới, hàng của Tosa mình bán là 200.000 đồng. Những cái này các bạn dùng lóc, cái này thì các bạn sẽ thấy nó rất hài lòng về cái chất lượng thép của nó. Dùng lóc rất là hợp lý. 50-22, một cây dao 3 lớp thép. Cái này sử dụng lõi không gỉ và ốp không gỉ, mũi nó vát như vậy. Cái này không thấy có chữ, tình trạng cán thì còn nguyên bản của nó. Cái này không phải là chế cháo gì đâu, nguyên bản cây dao nó là như vậy. Chiều dài lưỡi là 11.2, bản dao là 4.7, tổng chiều dài là 26, độ dày cái này là gần 3 ly, cái này mình bán 200.000 đồng. Cái này giống như một cây dao bài, dùng bổ hoa quả cái này thì rất là sạch, hoặc là dùng thái rau, thái đồ chín, rất là sạch, 3 lớp thép. Năm mươi gạch 23, một cây dao thép carbon, hàng thủ công 3 lớp thép. Này dáng dao mini, dáng dao bài. Cái này không thấy đọc chữ. Chiều dài lưỡi là 12.8, bản rộng 3.8, dày từ trong gần 4 ly, về mũi còn 1 ly. Cái này giá bán là 120.000 đồng. Cái này mài thì lõi không thấy lộ rõ lắm, tuy nhiên nó là hàng 3 lớp, nó dày thì trong thôi. 50-24, một cây dao nhọn Tosa, đặc trưng lõi của nó rất là đẹp và rộng. Cái này cái dáng dao mũi nhọn mà nó hơi chúc đầu xuống so với cái cán này. Nguyên bản, đặc trưng của những cái dòng rèn thủ công này á, cái tang cán của nó rất là sâu, thậm chí nó sâu gần tới ra đằng sau này, và nó chỉ gặp ở những cây rèn thủ công thôi. Chiều dài lưỡi là 14.8, bản rộng 3.5, dày cái này 3 ly,
mỏng dần về mũi hơn 1 ly. Giá bán 200.000 đồng. Một cây dao nhọn. Việt Nam mình gọi là dao bầu. .50-25. Một cây dao 3 lớp thép. Hàng thép carbon 3 lớp thép, loại rèn thủ công. Có mộc diện và chữ khắc. Bề mặt có kháng gì? Tuy nhiên là vẫn có gì. Bề mặt dao được như vậy còn rất là tốt. Cho nên là mình có thể khẳng định cái này là bề mặt ốp kháng gì. Cán cái này có bị hư một chút. Mình đã tháo từ trong này. Vệ sinh những cái phần rỉ ở trong, sau đó kết nối lại bằng keo hai thành phần, cũng là xử lý luôn cái phần cán nó bị nứt này. Mình chưa có mài qua cái cán này. Chiều dài lưỡi là 17.2, bản rộng là 4.8, độ dày 3 ly, về mũi còn 1 ly rưỡi. Tình trạng của cái này thì cái phần nguyên bản của nó sát cán đây nó hơi lụt một chút này. Phần mũi của nó thì nó nguyên tình trạng của nó bị gãy. Tuy nhiên thì lưỡi dao còn sử dụng rất là tốt. Nó có một cái vết nứt dọc đây. Mình sẽ để các bạn nhìn rõ hơn một chút. Đây, tại vị trí ngón tay giữa của mình. Đây. Nó bị nứt như vậy. Mình không có cắt bỏ đi. Bởi vì nó rất là lãng phí. Thép của Nhật nó rất là tốt. Mình thấy cắt nó không bị mắc. Vẫn để như vậy sử dụng. Giá bán 250.000 đồng. Mũi dao nguyên dáng của nó. 50-26. Mình có một cây đề ba hai mặt lưỡi. Đề ba hai mặt. Và cái này sử dụng thép giấy xanh của làng Gentosa. Cán gỗ khâu bằng đồng thau. Bề mặt cái này có kháng gì? Những cây dao bãi bề mặt còn tốt như vậy là nó có ốp kháng gì? Cái này thậm chí là kháng gì rất là cao. Lưỡi hai mặt thì có thể dùng cho cả tay trái và tay phải. Tỷ lệ cái này có thể là một bên lưỡi 4 phần, một bên lưỡi 5 phần, thiên về cho tay phải nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn dùng cho tay trái được. Chiều dài lưỡi là 15. Rộng sắt cán cái này là 4.8. Dày sắt cán cái này 7 ly rưỡi. Về mũi là còn 4 ly rưỡi. Vệ sinh từ trong, kết nối bằng keo hai thành phần. Cây dao rất là chắc chắn. Giá bán là 500.000 đồng. Để ba thép giấy xanh. Cái này 500.000 là bán rất là rẻ. Bởi vì mình mua được cây này giá nó cũng tốt. Cái này mua lại thôi, không phải là trong lô của mình. 50-27. Một ghi ô tô sử dụng thép vanadium của Sakai Kikumori. Chữ còn rất là đầy đủ. Rất là đẹp. Một cây dao như mới, tình trạng như mới. Cán 3 đinh chốt. Cái này vanadium thì cái nó có kháng rỉ rất là cao, có thể coi là không rỉ. Chiều dài lưỡi là 20.6. Bản rộng 4.5. Độ dày đều 2 ly. Mỏng dần về mũi một chút là 1 ly rưỡi. Giá bán 400.000 đồng. .50-28. Một cây dao Nakiri sử dụng 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gì, cán 2 đinh, ốp không gì cho nên là bề mặt dao nó rất là sáng, sáng bóng. Dài lưỡi là 14.9, bản rộng là 4.9, độ dày 1 ly rưỡi. Giá bán 200.000 đồng. Dùng một thái. Chuyên thái thôi. Băm là nó sẽ bị mẻ lưỡi ngay. Bởi vì cái lưỡi của nó rất là mỏng.
50 cái 29. Một cây Santoku 3 lớp thép, lõi thép carbon, ốp không gỉ. Lớp ốp của nó là ốp vân búa. Đây là chữ khắc thủ công. Bên đây có mộc triện. Cái này chiều dài lưỡi khá là dài. Cán 3 đinh chốt. Phun cán đằng sau này. Phun tang cán này. Chiều dài lưỡi là 17.8. Bản rộng 4. Độ dày 2 ly. Độ dày đều. Giá bán 380.000 đồng. Con này mũi như vậy vừa thái vừa lóc. 50-30. Mình có một cây nguyên khối thép không gỉ. Cái này thì là nó bị mất cái phần chụp đằng sau này. Mình xử lý lại bằng keo 2. Keo cán của nó gỗ rất là cứng. Thép cái này cũng rất là cứng. Khâu đúc thiếu cái phần nắp chụp đằng sau. Nói chung là giao bãi thì cái vấn đề nó bị khiếm khuyết thì bình thường. Đây là hãng của nó. Dáng một cây này dùng đa năng. Chiều dài lưỡi là 20. Bản rộng 4.3. Độ dày 2 ly. Giá bán 380.000 đồng. Cái này thép rất là cứng nhé. Một Nakiri thép carbon 3 lớp thép, hàng rèn thủ công. Cái này tình trạng còn nguyên lớp ram, bề mặt là kháng gỉ, có thậm chí là không gỉ, bởi vì sau khi vệ sinh thì bề mặt nó sáng bóng không gỉ một chút nào. Dày, khá là dày, dày thì trong, mỏng về mũi. Chiều dài lưỡi là 16.4. Bản rộng 5.2. Độ dày 5 ly. Về mũi còn 1 ly rưỡi. Chữ đây Kane gì đó. Nó hơi mờ. Chỉ dùng để thái. Giá bán 350.000 đồng. 50-32, một Nakiri, hàng thủ công, 3 lớp thép, đây là thép carbon, trên đây nó có khắc hình con mèo, một vài chữ khá là mờ, cán thì còn tem, có thể cái này kích thước của nó ban đầu kích thước cũng hạn chế thôi. Phần lưỡi dao nó có một vết nứt nhẹ ở đây, mình bán dao bãi cho nên là một số cái dao nó sẽ có những cái nhược điểm. Và mình sẽ chia sẻ thật chi tiết. Chiều dài lưỡi là 16.7. Bản rộng 4.6. Độ dày 4 ly, mỏng dần về mũi. Cái này cũng được xử lý bằng keo 2 thành phần. Cực kỳ chắc. Không có chuyện tụt được, trừ khi hỏng cán, vỡ cán thôi. Còn cái keo đó chuyên sử dụng cho gỗ. Giá bán 230.000 đồng. 50-33. Một cây đè ba. Hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Đây là đường phân tách giữa hai lớp thép, lưỡi dùng cho tay phải. Chữ cả hai bên. Cái này thép gì đó. Cái này có vẻ như là thép bạc. Bề mặt kháng gỉ rất là cao. Mình không khẳng định cái này là thép bạc, mình nhìn chữ nó mờ đoán khả năng. Chiều dài lưỡi là 16.6. Bản rộng là 5.3. Cái này độ dày là 9 ly rưỡi. Cái này rất là dày. Mỏng dần về mũi.
cán gỗ, khâu nhựa. Đề 3 thì chuyên dùng làm cá, mổ cá, lóc cá và xử lý xương cá. Một số cây lớn người ta dùng mổ những con cá lớn, những lóc cá lớn, xử lý xương cá dọc theo sống dao rất là tốt. Xem những video người ta mổ cá ngừ đại dương, cá ngừ vây xanh. 50-34, một cây đề 3, hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải, cán gỗ khâu sừng, cán và khâu còn cực kỳ đẹp, không có một vết xước nhỏ nào cả. Cái này sử dụng thép Yasuki. Thép này chỉ có thể là thép giấy trắng hoặc thép giấy xanh. Sản phẩm thép của nhà máy Hitachi. Chữ ở trên cán dao này, nó giống với chữ ở trên thân dao. Lõi dao. Cái này thì rất là sắc bén. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng 5. Độ dày. Sát cán cái này là 8.5 ly. Về mũi 6 ly. Giá bán 380.000 đồng. Con này thường thì mình sẽ bán giá cao hơn, nhưng mà vì những cây nào mua được giá rẻ, mình sẽ bán nó giá nó dễ tiếp cận một chút. 50-35, một Nakiri, hàng thủ công, 3 lớp thép. Con này chữ cả hai bên, bên đây là chữ thủ công này, bên đây là mộc truyện này. Bề mặt ốp kháng dỉ cao. Cán gỗ, khâu nhựa, cán và khâu hình chữ D. Dài lưỡi là 17. Bản rộng 5.4. Dày sát cán cái này 3.5 ly. Về mũi còn 1.5 ly. Giá bán là 380.000 đồng. Bản cây dao gần như là bản đủ. 3 lớp thép. Thường những bạn mới trải nghiệm dao Nhật thì thường thích sử dụng Nakiri. Cái dáng nó gần giống với dáng dao Việt Nam. Đầu bằng. 50-36. Một Nakiri kích thước lớn đấy. Chữ trên thân dao và chữ trên cán dao nó giống nhau. Bề mặt ốp kháng dỉ, có kháng dỉ nhẹ. Con này được cái chiều dài lưỡi rất là tốt. Chiều dài lưỡi là 18.5. Bản rộng 5.5. Hàng thủ công nó dày từ trong 4.5 ly. Về mũi còn hơn 1 ly. Giá bán 350.000 đồng. Đây là những vết ám dỉ bề mặt thôi nhé, không có bị ám dỉ sâu. Mình tập chi tiết để các bạn xem. Vệ sinh tang cán từ trong này, xong lại kết nối lại bằng keo hai thành phần. 50-37, một cây Ryuto bản lớn. Cái này là thép không dỉ nguyên khối. Nhìn cái này dáng khá là lạ. Cái này nó ghi là stylet của Japan. Cái này ở phần cán của nó cũng ghi chữ đầu bếp, khắc chữ đầu bếp chef. Lưỡi dùng cho cả tay trái và tay phải, cán 3 đinh chốt. Cái này chiều dài khá là khủng. Không biết là hàng này mình chưa trải qua chất lượng của hàng này. Chiều dài là 25.6. Rộng sát cán cái này 5.4. Độ dày đều, độ dày 2 ly. Giá bán 380.000 đồng. Cái này xử lý thái bản lớn Ryuto. 50-38, một cây dao hàng thủ công 3 lớp thép, hàng rèn thủ công 3 lớp thép, và cái này ốp kháng dỉ rất là cao. Đây là chữ của nó, hơi mờ, tình trạng của dao bãi đã qua sử dụng rất là nhiều rồi. Cái này thì lõi rất là cứng, cực kỳ cứng, bởi vì mỗi một cây dao mình đều mài
hoàn thiện bằng tay với đá nước, cho nên là cây dao nào nó có cái cảm nhận như nào mình đều chia sẻ rất là rõ. Về mặt kháng rỉ cao, chiều dài lưỡi 17.2, bản rộng 4.4, độ dày 4 ly. Về mũi, phần mũi cái này rất là dày, mũi dày 2 ly, mũi như vậy là rất là dày, cái này mình đánh giá rất là cao về cái độ bén của nó. Và thân dao rất là cứng, giá bán 400.000 đồng. 50-39, một cây đề ba 2 lớp thép, lõi không gì, ốp không gì, chữ khắc thủ công. Cái này không biết có phải là dùng bạc ba không, bởi vì thường bạc ba, cái kinh nghiệm là cái lớp ghép của nó lên tới sống dao này, nó không có lưng lửng, kiểu lưng lửng như những cái dòng mà thép carbon thì nó hay lưng lửng ở giữa này. Đây mình, đây cái lớp thép ghép của nó thường lưng lửng ở đây 2/3 thân. Tuy nhiên cây này mình thấy nó lên tận sống dao, không đóng lõi mắc thép. Dài lưỡi là 15.8, bản rộng 4.2, độ dày 3 ly, về mũi cũng 3 ly, giá là 350.000 đồng. Cái phần lõi này nó vẫn có một vài vết ám nhé, đó nó không tránh được, kể cả với lại inox cũng bị như vậy. 50-40, một cây đề ba kích thước lớn, 2 lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải, chữ khắc thủ công, chữ hơi mờ mất rồi, do người ta dùng rất là nhiều cái này. Và cái này, một cái đặc điểm của nó là cái lưỡi người ta hạ rất là rộng, cho nên là dùng cái này thái cũng được. Đây là chữ hai bên. Cái này tang cán nó rất là sâu, mình cũng vệ sinh. Lý do mình vệ sinh tang cán là nó có cái, vì là dao bãi, cái phần tang cán của nó bị rỉ ở trong, nếu mà mình không tháo ra, mình vệ sinh từ trong á, thì khi các bạn dùng nước nó ngấm vào, sau đó nó sẽ chảy nước vàng ra, nó rất là mất vệ sinh. Nhưng mà vệ sinh được như vậy và kết nối bằng keo hai thành phần thì nó rất là sạch. Cái này hạ mép rất là rộng, một cái đề ba hạ mép như thể là Usuba hay là dao chặt, cái này cũng có thể dùng chặt nhẹ được. Lưỡi dao dùng cho tay phải, chiều dài lưỡi là 19.2, bản rộng 5, độ dày cái này là 8 ly, mỏng dần về mũi, 400.000 đồng. Nay mình sẽ giới thiệu về mấy cái đề ba của Arisugu. Hôm nay trước đó mình đã lên rồi, tuy nhiên là vẫn chưa gặp được khách. Nhất là một cây Arisugu, cây đề ba Arisugu, một cái thương hiệu rất là hệ. Cái này cán gỗ khâu sừng vàng, cán và khâu hình chữ D, bề mặt ốp kháng rỉ. Tình trạng dao bãi với cây này còn như vậy là còn rất là đẹp. Cán cũng vậy, còn nguyên zin, khâu không bị chảy xước. Lưỡi dao dùng cho tay phải, chiều dài lưỡi là 15.7, bản rộng 5, độ dày sát cán cái này gần 1 ly, mỏng dần về mũi, đường lưỡi gian mai, giá bán 1.2 triệu. Cây thứ hai, một cây là 50-42, cũng là một cây Arisugu. Tình trạng cái này thì còn hoàn toàn là mới, từ cán, tình trạng thân dao ốp kháng gì, xài lướt, thậm chí là còn chưa qua sử dụng, xài rất là ít, phun hộp, cái này thì có hộp, đi kèm hộp. Lưỡi dao dùng cho tay phải, chiều dài lưỡi là 16.9, rộng sắt cán cái này 5.2, độ dày cái này là 9 ly, mỏng dần về mũi,
lõi rất là rộng, hàng chưa qua sử dụng. Nó đi kèm với cái hộp của nó. Hộp của nó thì nó đây là Arisugu trên thân dao này, trên thân hộp này. Trong này nó có hai cái viên viên cờ vây. Nó đi kèm hộp này và bọc. Cơ này mình bán 1.500.000 đồng. 50-43 cũng là một cây đề ba Arisugu. Bộ này có thể coi là bộ tam đa trong đề ba đủ kích cỡ. Bác nào làm đều đầu bếp và sử dụng ba cây này tuyệt vời. Lưỡi dao dùng tay phải, cán gỗ khâu sừng vàng. Dài lưỡi là 21.2, bản rộng là 5.3. Độ dày sát cán cái này 8 ly, mỏng dần về mũi. Cái này bán 3 triệu. 50-44, một Unagi. Cái này chuyên dùng làm lươn, cán gỗ khâu sừng. Đặc trưng của nó thì cái cán của nó lúc nào nó cũng vát như vậy. Nhiều người không biết, họ bảo là cái cán bị lỗi, không phải. Unagi cái này còn kèm cả bao luôn. Hai lớp thép dùng tay phải, chiều dài thân là được 18, bản rộng 3.2, dày sắt cán cái này hơn 6 ly, mỏng dần về mũi còn 3 ly, 4 ly. Cái này của Masa gì đó. Ở cái phần lớp ốp này, họ đánh dấu bằng những cái vết vân búa. Nhìn cái dao cầm cái này, dòng này thì nó rất là cứng, chuyên làm lươn. Giá bán 500.000 đồng. Năm mươi ngày 45, một Usuba kích thước rất là khủng, cán gỗ khâu sừng, cán và khâu hình chữ D, hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái này cũng còn bao, sau nó có chữ khắc. Bao của nó đây. Dài lưỡi là 21.1, bản rộng là 4.4. Độ dày, dày sắt cán cái này là 5 ly, về mũi còn gần 3 ly. Giá bán 650.000 đồng. Usuba kích thước khủng, còn nguyên hộp. 50-46, một cây, một con hàng của Misono. Cái này sử dụng thép Thụy Điển, dòng cái này kích thước dài nhất mà mình từng gặp. Cán 3 đinh chốt bằng đồng thau, phần khâu là 0.12. Thép Thụy Điển thì nó vẫn có bị rỉ, tuy nhiên cây này có kháng rỉ rất là tốt. Tình trạng dao cây này bề mặt còn rất là tốt, ám rỉ bề mặt mình không có mài. Ở một số anh em thợ thì người ta sẽ mài đi, tuy nhiên nó sẽ làm mỏng cái thân dao. Đây chỉ là những vết bề mặt thôi, không cần thiết. Khi cây này được sử dụng lại thì nó sẽ có một cái lớp kháng rỉ, nó hình thành ở trên bề mặt, khi đó dao nó sẽ luôn sáng. Cái này còn cả hộp, cả vỏ. Xin lỗi, là còn nguyên vỏ, còn cả vỏ. Chiều dài là 32.2, rộng sắt cán cái này là 5.3. Độ dày cái này là gần 3 ly, về mũi còn gần 2 ly. Kích thước lớn. Giá bán là 3.500.000 đồng. Một cái thương hiệu hệ, cắt nó như cắt sợi mì.
Phần khâu này người ta khắc thủ công, khắc chữ thủ công. 50x47, một cây đề ba kích thước rất là lớn. Cây này thì có thể dùng chặt được. Hai lớp thép dùng cho tay phải. Cây này nó không tình trạng khi về nó không còn cán đâu, mình thay bằng cái cán bát giác khâu bằng đồng thau. Cán là cán gỗ lim phải. Đây là chữ khắc thủ công ở trên thân. Cái này được sử dụng rất là nhiều cho nên là chữ nó mờ. Kích thước cái này dùng chặt được, chặt dừa được, chặt xương cá, chặt gà cũng được. Chiều dài lưỡi là 24, bản rộng là 5.7. Độ dày cái này gần 9 ly, mỏng dần về mũi. Cái phần lớp thép của nó một vài vết ăn mòn, tuy nhiên còn cách xa lưỡi rất là nhiều. Thép carbon thì cái điều đó là không tránh khỏi được. Cái này với những đề ba lớn này người ta sử dụng xử lý những con cá lớn. Giá bán là 900.000 đồng. 50x48, mình có một cây dao ba lớp thép, hàng thủ công. Cái này nguyên bản của nó là một cây sushi kiri, tức là nó dùng để cắt sushi của Nhật Bản đấy, cái món ẩm thực của Nhật Bản. Thì cái tình trạng của nó là lưỡi của nó rất là đầy, lưỡi của nó vòng ra này để nó cắt sushi mà. Tuy nhiên là cái công năng sử dụng đối với người Việt Nam nó sẽ không được sử dụng nhiều với cái lưỡi như vậy. Bên mình hạ lưỡi nó bằng đi một chút, có thể coi nó là một dáng của một cây nakiri hoặc là một cây dao bản lớn. Cái này có thể dùng vừa thái vừa chặt, rất là đa năng, chặt gà được. Lõi của nó thì rất là cứng rồi, thép của Nhật Bản, chặt gà được và thái cũng rất là bay. Đây là chữ khắc thủ công này. Chiều dài lưỡi dao được 22.5, bản rộng là 7.2, dày từ trong. Cái này là hơn 3 ly, về mũi là còn 2 ly, mỏng dần về mũi. Cái này mình bán là 1.500.000. Mình hạ phần lưỡi dao nó hơi đứng một chút để các bạn có thể vừa thái vừa chặt gà được. 50x49, một cây dao thái bản lớn, 3 lớp thép. Đang cố gắng để các bạn nhìn thấy cái lớp thép của nó, đường gian mài lượn sóng rất là rộng, đẹp. Mài độ mịn cao cho nên cái dao rất là bén. Bề mặt cái này như vậy là cũng có kháng rỉ. Chiều dài lưỡi là 18.2, bản rộng là 6.9. Độ dày sát cán 3 ly, về mũi 1.5 ly. Chuyên thái. Giá bán 500.000 đồng. /50, một cây dao 3 lớp thép, hàng rèn thủ công. Chữ khắc trên thân. Cái lớp ốp của nó là lớp ốp bằng nhiều lớp thép. Dài lưỡi là 17.7, 17.8, bản rộng 6.9. Độ dày cái này là sát cán là 4 ly, về mũi 2 ly. Giá bán 600.000 đồng. Cái này các bạn chuyên thái thôi thì cực kỳ sắc bén. Thường những cây dao mà được sử dụng lớp ốp nhiều bằng thép non, nhiều lớp thép, nó dòng đó rất là cao cấp, bén, độ giữ bén của nó cũng rất là cao. 50x51, một Yanagiba của Sakai Masashigi. Cái này sử dụng thép giấy xanh. Cái này cái cán của nó, cái phần khâu sừng của nó bị hư, mình thay bằng cái cán khác. Cán mới, mua vào 250 một cái cán này.
anh em thợ Việt Nam tay nghề cũng rất là cao, nhìn nó đẹp. Chiều dài lưỡi là 28.8, bản rộng 3.4, độ dày sát cán cái này 4 ly, về mũi còn 3 ly. Cái này tình trạng dao còn rất là ok, rất là mới, thép giấy xanh. Bề mặt kháng rỉ rất là cao, người ta sử dụng thép kháng rỉ. Giá bán là 1.200.000 đồng. Và cuối cùng của video hôm nay, một cây Zanagiba dùng cho tay phải, tình trạng dao hoàn toàn như mới, cán nguyên zin của nó, cán và khâu hình chữ D, quả làm rèn Sakai. Mình không check được cái tên hãng của nó, chắc nó khắc thủ công khá là hoa mỹ. Dài lưỡi là 28.8, bản rộng 3.5, dày sắt cán cái này 4 ly rưỡi, về mũi còn hơn 2 ly. Lõi dao thì rất là đẹp, lõi rộng. Dao xài lướt, giá bán 1.700.000. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Xin chào các bạn.